Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Kính thưa quý vị, nếu chúng tôi với tư cách là những người làm media có một cái lá phiếu để bầu chọn một nhân vật có thể nói là nhân vật trong năm 2019 tại Việt Nam thì chắc lẽ chúng tôi sẽ chọn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì trước tiên, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người đầu tiên đã đảm nhiệm hai chức vụ quan trọng và cao nhất ở tại Việt Nam, đó là Chủ tịch Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Phú Trọng đã trải qua một trong những cái tình trạng sức khỏe và có thể nói được tất cả các giới báo chí cũng giống như tất cả mọi người trên khắp nơi quan tâm đến, và tất cả những tin tức loan truyền về đời cá nhân, đời tư cá nhân của ông cũng rất hạn chế sau khi ông bị một cái tai nạn qua chuyến công du, qua chuyến viếng thăm tại thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Và đặc biệt, kính thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng, nói đến ông Nguyễn Phú Trọng là chúng ta nói đến một trong những con người mà có thể nói đã gắn liền với rất nhiều cái vụ gọi là thanh trừng tham nhũng. Không biết kết quả nó đi về hướng như thế nào, nhưng sự kiện đã có nhiều người có thể nói là vào khám, vào tù sau khi ông Nguyễn Phú Trọng quan tâm đến vấn đề này. Nhưng gần đây thì ngày hôm qua, đặc biệt chúng tôi đã theo dõi được một trong những cái sự kiện rất là quan trọng. Kính thưa quý vị, đó là ông Nguyễn Phú Trọng đã dự một cái hội nghị chính phủ của Việt Nam hôm 30 tháng 12, tất nhiên là tối hôm qua, với khuôn mặt có vẻ hình như có được lại là tốt hơn với so với thời gian ông sau cái vụ tai nạn ở tại Rạch Giá. Và ông Tổng Bí thư cũng giống như tịch nước đã đề cập đến mức tăng trưởng kinh tế đạt được trên 7% trong năm 2019. Cùng với đó là GDP là 266 tỷ đô la và bình quân là 2.800 đô la một người. Thưa bác sĩ Như, bác sĩ cũng là một những người mà có thể nói theo dõi tình hình kinh tế, bác sĩ biết ở Việt Nam liệu có cái bình quân mỗi người là 2.880 đô la không thưa bác sĩ? Theo tôi thì cái đó là bình quân của những người kiếm quá nhiều tiền rồi họ chia đều ra thì có thể, chứ mà nói chung đại đa số dân Việt Nam thì vẫn còn nghèo. Nghèo nó có thể là không có nhìn, nó không có thảm như ở bên Ấn Độ hay là bên Bangladesh, nhưng mà vẫn còn nghèo. Bằng cớ là tôi mỗi tháng phải gửi tiền về Việt Nam để cho những người thân. Tôi biết là cái đời sống của những thân nhân của tôi, anh chị em của tôi còn ở lại Việt Nam, con cháu thì đa số vẫn còn rất là nghèo, gần như là dĩ nhiên là cũng có cơm ăn áo mặc, nhưng mà so với đời sống của bên Hoa Kỳ này thì vẫn còn nghèo. Tuy nhiên là có những người họ kiếm rất là nhiều tiền, họ đi rất là nhiều chiếc xe mà quý vị không tưởng tượng nổi, là bên xe mà cỡ như mà Ferrari hay là Lamborghini hay là những cái chiếc xe mà thông thường chạy trên đường phố chúng ta thấy ở đây là Range Rover hay là những cái chiếc xe mà Mercedes mà loại sang đó, thì ở bên Việt Nam nhiều người họ đi lắm. Thưa bác sĩ, khi chúng ta nói đến một cái nền kinh tế tăng trưởng của tại một quốc gia, lẽ nhiên chúng ta nhìn vào những hình dáng bề ngoài phóng khoáng có thể nói làm cho chúng ta có cái cảm nhận nó phát triển. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn nhận với một cái người có một cái tầm nhìn như bác sĩ có đồng tình nhận nhận rằng là có những sự phát triển kinh tế tại Việt Nam trong thời gian qua hay không? Dạ, thưa đúng, có sự phát triển về kinh tế tại Việt Nam. Chúng ta nếu mà thấy cái bề mặt bề ngoài như là ở tại Phú Quốc hay là tại những cái đô thị lớn thì chúng ta thấy có những cái cơ sở, những cái building xây lên, nhưng mà cái điều đó không có thể nói lên là cái đời sống nói chung của dân chúng là không thể nói đó là cái chữ dấu hiệu của một phồn vinh của một cái quốc gia, phải không thưa bác sĩ? Nhưng mà nếu bác sĩ chúng ta nhìn vào cái GDP của quốc gia của Việt Nam bây giờ thì là có tới 266 tỷ đô la. Bên cạnh đó thì bác sĩ cũng đồng tình, bác sĩ vừa mới trình bày là bác sĩ cũng gửi về cho thân nhân của bác sĩ, thì cái số lượng kiều hối của những người Việt ở hải ngoại ở khắp nơi trên thế giới có tạo nên một cái sức mạnh GDP cho Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam không thưa bác sĩ? Cái đó, điều đó chúng ta không thể phủ nhận được. Cái số tiền mà nghe nói là cái tiền mà do cái kiều bào mà từ nước ngoài mà gửi về Việt Nam đó đã lên tới mười mấy hai chục tỷ luôn mà. Thì tôi nghĩ là cái đó không có thể là phủ nhận được. Cái tiền đó là rất là lớn và có thể nói giúp cho cái nền kinh tế Việt Nam có thể nói là tăng trưởng. Bên cạnh đó thì trong cái bài phát biểu, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói thế giới đưa ra một cái nhận định rằng là mây đen phủ lên toàn cầu. Nhưng mà ông cho rằng mặt trời vẫn sáng, tỏa sáng ở Việt Nam. Thì theo tất cả các tường thuật của báo ở Việt Nam, vì sao ông lại có thể đưa ra hai cái phản ảnh? Một bên thì thế giới đang bị mây đen bao phủ, thế làm sao Việt Nam lại thoát ra khỏi được cái cảnh mây đen bao phủ để được đón nhận được một cái ánh sáng mà mặt trời đang tỏa sáng như vậy? Thưa, dựa vào đâu để ông tin ông có thể nói được như vậy, thưa bác sĩ, theo cái nhận định của bác sĩ? Thì đó là cái tính cách phát biểu mà chủ quan của ông Nguyễn Phú Trọng thôi. Còn thực tế thì chúng ta nhìn thì chúng ta biết, dĩ nhiên là cái đất nước chúng ta nó về mặt nào đó thì có phát điện, nhưng mà nếu mà tất cả các mọi người đều mà đồng lòng với nhau mà để mà phát triển cho đất nước Việt Nam thì tôi nghĩ là cái đất nước Việt Nam nó không có như bây giờ mà nó rất là tiến bộ. Tuy nhiên là không có đứng sau và đại hàng quá xa hoặc là đứng sau những cái nước mà Đông Nam Á mà lúc trước chúng ta biết là như Thái Lan, đại hàng rồi đều là Nam Hàn đó đều thua Việt Nam hết, nhưng bây giờ thì họ vượt xa chúng ta rồi. Như vậy là bác sĩ có một cái nhận định rằng với cái tài nguyên, với tất cả những cái sức gọi là cái nguồn dự trữ lao động và một cái khối óc thông minh của người Việt chúng ta, nếu tất cả mọi người đều đi vào một cái right direction, tự nhiên là một cái chỉ hướng đúng, thì có thể nói sự phát triển nó không như ngày hôm nay bởi những cái nét hào nha, có nhiều khác biệt rất nhiều. Và tất nhiên là mình không làm tròn cái nghĩa là những cái gì mà mình đã hy vọng, phải không bác sĩ? Bên cạnh đó thì Thủ tướng Nguyễn Xuân đưa ra nhận định rằng việc tiếp tục duy trì sức tăng trưởng cao như hiện nay trong hai năm tới, Việt Nam trong hai năm tới sẽ giúp Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào đúng năm 2045. Thì chắc lẽ lúc đó với tôi bác sĩ không còn nữa để mà lại nữa. Nhưng mà tất cả những cái chuyên gia kinh tế thì họ có cái cơ, họ nói rằng là Việt Nam có cơ hội để phát triển và đạt mục tiêu đặt ra kể cả mức thu nhập cao. Nhưng các nhà viện đạo Việt Nam cần nhìn nhận đúng những thách thức và thực hiện những cải cách cần thiết, đúng như lời bác sĩ nói. Tuy nhiên lẽ nhiên cái chiều hướng phát triển của Việt Nam nằm vào trong cái khu vực tầm một vòng khoảng không gian và thời gian lý tưởng cho một cái nền kinh tế phát triển và có những cái nhu cầu vật chất có thể để cho phát triển. Nhưng những nhà lãnh đạo Việt Nam cần nhìn nhận đúng những thách thức và thực hiện những cải cách cần thiết. Cái điều đó bác sĩ có nhận định là có phải làm điều đó trước tiên không, thưa bác sĩ? Đúng rồi, cái đó nếu mà nhìn thấy cái điều đó thì Việt Nam bây giờ là ngon lắm mà, chứ không có tệ. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng không quên về vấn đề môi trường, bác sĩ, và vấn đề biến đổi khí hậu, nhân lực trẻ, chất lượng thấp, nhân lực thì trẻ thiệt nhưng mà chất lượng thấp, và những nhóm lợi ích do quan đức đứng sau là những khó khăn thách thức trực tiếp đang cản trở Việt Nam. Điều đó thì bác sĩ nghĩ như thế nào? Thì đó là cái điều mà hồi nãy tôi nói không có nói thẳng, nhưng mà nói nếu mà tất cả đều đồng lòng những cái chỉ đạo mà chúng ta là thực hiện đúng và không có những cái dự án mà ma lập ra để lấy tiền chứ không phải lập ra để mà phát triển thì Việt Nam cũng ngon chứ không nên đổi tệ lắm đâu. Nhưng mà tôi hơi nghi ngờ về ông Nguyễn Mạnh Hùng là một trong những người hiện nay đảm nhiệm bộ trưởng, ông là Viettel hồi xưa. Ông bộ trưởng ông phát biểu rằng tôi có niềm tin rằng người Việt Nam sẽ làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm như mạng xã hội Lotus. Wow. 6 tháng sau phát biểu nó quả nổ này thì Lotus đã chết một cách đau đớn, thưa bác sĩ. Chỉ có ông đã phát biểu một cách gọi là có thể nói rất là ngon, hùng hồn lắm, hăng say lắm. Nhưng mà 6 tháng sau khi phát biểu này thì cái mạng Lotus nó bị chết rồi. Thì làm sao chúng ta có được một cái niềm tin vào những người lãnh đạo như vậy? Lẽ dĩ nhiên chúng ta phải tôn trọng cái sự lãnh đạo của tất cả những cái giới chức hiện nay, họ đang nắm quyền hành trong tay. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có những phê phán, mà những cái phê phán có thể nói là phê bình nhận thức rõ ràng qua những cái sự kiện, qua những cái chứng minh rõ ràng. Thì điều đó cho thấy những cái lời tuyên bố của ông nó không ăn nhập với tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra trong tương lai, thưa bác sĩ. Và cảm ơn bác sĩ về những cái nhận định mà có thể nói rằng tạo nên cho chúng ta một cái
chúng ta nhìn nhận một thực tế, chúng ta không đả phá, chúng ta không chống đối vì những cái cá nhân riêng, vì những lý tưởng quan điểm chính trị riêng, mà chúng ta chỉ nhìn nhận dưới một cái tầm nhìn chung của những người có một cái sự nhận định về kinh tế, và chúng ta nhìn thấy những gì đang xảy ra tại Việt Nam, phải không thưa bác sĩ? Yeah.